vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thanh Hóa gặp Hoàng Anh Gia Lai đã được bắt đầu. Xuân Trường rất nguy hiểm, cơ hội không vào. Đó là tình huống xử lý của Minh Vương. Một pha chọn vị trí tốt của Minh Vương, nhưng thủ môn Lương Bá Sơn cũng đã chơi xuất sắc. Rất nguy hiểm. Ngay từ những phút thi đấu đầu tiên đã có hàng loạt cơ hội được tạo ra. Chúng ta sẽ cùng xem lại tiếng này. Bóng chạm đầu của Felipe Martins, cú đá từ góc hẹp của Minh Vương, nhưng nó không đánh bại được thủ môn Lương Bá Sơn. Cơ hội rõ rệt nhất mà hai đội tạo ra được kể từ đầu trận. Hãy cùng chờ đợi quả đá phạt này của các cầu thủ Anh Gia Lai. Xuân Trường 1-0 dành cho Anh Gia Lai. Đó là bàn thắng dành cho sự khẳng định của Lương Xuân Trường. Rất nhiều áp lực khi trở lại với V-League. Những vòng đấu vừa qua không thực sự tốt, nhưng anh đã có một pha kiến tạo giúp cho Văn Toàn lấy được điểm cho Anh Gia Lai trước câu lạc bộ Hà Nội. Và bây giờ là người trực tiếp ghi bàn từ quả đá phạt trực tiếp quen thuộc, sở trường của mình, mang về bàn thắng dẫn trước cho Anh Gia Lai trên sân Thanh Hóa. Tỷ số là 1-0. Cự ly sút phạt có thể nói là ngay lập tức đã giúp cho người ta có thể mường tượng ra cái cách mà Xuân Trường sẽ hạ gục thủ môn đối phương. Vẫn dáng chạy lấy đà như vậy, vẫn cú một biết lòng như vậy, và thủ môn Lương Bá Sơn không thể làm gì hơn. Tỷ số là 1-0 dành cho Anh Gia Lai. Người ghi bàn là Lương Xuân Trường. Quả đá phạt góc của Trọng Hùng. Đánh đâu, không vào. Như vậy là đã có bàn thắng rồi. Bàn thắng dành cho Thanh Hóa. Trợ lý trọng tài đã vất cờ để giúp cho trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà có thể cảm nhận được là trái bóng đã đi qua vạch vôi. Tỷ số được xếp bằng 1-1 và từ những phút đầu tiên hiệp 2, hãy cùng xem lại tiếng này. Người đánh đầu tiếp theo đó là Rimario. Có vẻ như là trái bóng đã vượt qua vạch vôi một hoàn toàn trước khi mà Trọng Sáng phá được nó ra khỏi khung thành của thủ môn Lê Văn Trường. Những góc quay đang cho chúng ta được nhìn thấy rõ nét hơn tình huống bóng này. Ở góc này thì rất khó để có thể nhận định. Hãy cùng xem lại một lần nữa tình huống bóng gây tranh cãi này. Người băng vào là Rimario tranh chấp cùng với Xuân Trường. Cú phá bóng hụt của Văn Thanh. Một lần nữa sẽ là cơ hội dành cho Xuân Trường. Quá đẹp mắt. Quá đẹp mắt và quá hoàn hảo. Không có gì có thể chê được. 2-1 cho Anh Gia Lai. Cú đúp của Lương Xuân Trường cùng một góc sút phạt giống nhau. Cách thức thực hiện khác nhau nhưng kết quả là như một. Đó là bàn thắng vào Anh Gia Lai một lần nữa vượt lên. 2-1 cho Anh Gia Lai. Cảm giác bóng, cảm giác thực hiện những quả đá phạt trực tiếp của Lương Xuân Trường là không thể chê được ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số là 2-1. Cả hai bàn thắng đều thuộc về Lương Xuân Trường. Kịch bản là giống hệt nhau. Góc sút phạt tương tự nhau, nhưng cách thức mà Lương Xuân Trường thực hiện cú đá của mình là hai kịch bản hoàn toàn khác biệt. Hai góc đá khác nhau nhưng kết quả là một, đều là bàn thắng dành cho Hoàng Gia Lai. Lần thứ hai trong trận đấu này, hàng phòng ngự của Thanh Hóa bị đánh bại. Lần thứ hai Lương Bá Sơn phải vào lưới nhặt bóng sau những quả đá phạt của Lương Xuân Trường. Tỷ số là 2-1. Những diễn biến kịch tính trên sân Thanh Hóa. Và hiệp 2 là một hiệp đấu rất sôi động và rất đáng xem. Một loạt những tiếng tranh chấp ở khu 16m50. Như vậy là trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã chỉ tay vào chấm phạt 11m. Penalty dành cho Thanh Hóa. Một hiệp 2 đang diễn ra quá quyết liệt, quá nhiều những tình huống gây tranh cãi. Bây giờ là penalty cho Thanh Hóa. Người bị phạm lỗi là Rimario. Đó có vẻ như là một tình huống thổi phạt có phần hơi nặng đối với Văn Thành. Vào thời điểm mà các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn trước 2-1. Ramos đã đánh lừa được thủ môn Lê Văn Trường. Và đó là pha lập công thứ 6 của cầu thủ mang áo số 28 ở mùa giải năm nay. Tỷ số được san bằng 2-2.
Quả đá phạt 10m cuối cùng cũng đã có thể được thực hiện. Và lần thứ hai trong trận đấu này, các cầu thủ Thanh Hóa san bằng tỷ số trước Hoàng Gia Lai. Sẽ có rất nhiều điều để nói về trận đấu này vào ngày mai trên các phương tiện truyền thông. Hãy cùng xem lại quả đá phạt 10m của Gramos. Anh đã đánh lừa được thủ môn Lê Văn Trường. Bàn thắng thứ tư trên sân Thanh Hóa. Hai lượt trận giữa Thanh Hóa và Hoàng Gia Lai ở V-League 1 năm 2019 đã cống hiến cho người mộ tổng cộng là 10 bàn thắng cho tới thời điểm này. Quả đá phạt góc của Lương Xuân Trường. Và penalty! Penalty! Penalty cho Hoàng Gia Lai. Kim Bông Jin và thủ môn Lương Bá Sơn. Cú vào! Đó đã là cái kết cho một trận đấu có thể nói là kịch tính như phim hành động. Cũng là một quả đá phạt 10m gây tranh cãi. Nhưng bây giờ thì tỷ số vẫn đang là 2-2. Những phút đá bù giờ. Văn Toàn. Đây là Văn Toàn. Vào! Bay! Bay và sự bùng nổ. Rõ ràng quả đá phạt 10m của Kim Bông Jin không thể là cái kết được. Trận đấu này vẫn đang diễn ra rất hay. Sự bùng nổ ở những phút cuối, những phút đá bù giờ. Hoàng Gia Lai vừa lên dẫn 3-2 cho Thanh Hóa. Hãy cùng xem lại pha đột phá của Văn Toàn. 3-2. Phút đá bù giờ thứ hai. Bàn thắng thứ năm trên sân Thanh Hóa. Và lần thứ ba câu lạc bộ Hoàng Gia Lai vượt lên. Trận đấu này không khác gì trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hà Nội cả. Rất nhiều những tiếng bóng được tạo ra, những cơ hội bị bỏ lỡ, những quyết định gây tranh cãi, kịch tính được đẩy lên cao ở những phút đá bù giờ. Quá kịch tính, quá nguy hiểm, quá kinh khủng cho những gì mà người ta đang chứng kiến, đặc biệt là trong hiệp 2 của trận đấu trên sân Thanh Hóa mà chúng ta vừa theo dõi.